Kính thưa quý vị, quốc gia Đức sẽ là nơi tổ chức những bộ sâu đẹp nhất trên thế giới. Với hơn 200 thí sinh đến từ 20 quốc gia trên thế giới hiện diện tại thành phố phía Nam Đức Quốc tham dự cuộc thi Người có bộ sâu đẹp nhất trên thế giới. Ngoài giải thưởng bộ sâu đẹp nhất, còn nhiều giải thưởng khác nhau trong cuộc thi, chứ không phải là sâu thuần túy. Đôi lúc những bộ sâu quai nón để dài trông rất dị hợm, nhưng đều mang một ý nghĩa gì đó từ người để râu. Và anh Caster rất thích tham dự các cuộc thi những bộ râu và ria tại quốc gia Đức. Một thí sinh khác đến từ Ý Đại Lợi, anh Alessandro nói rằng anh đã để râu khi còn tuổi thiếu niên theo truyền thống gia đình lưu truyền từ nhiều thế hệ, để râu dài. Cha của anh Alessandro để bộ râu quai nón rất xồm xoàm và hầu như che phủ hoàn toàn miệng ăn, hình như mang một ý nghĩa nào đó. Anh Alessandro nói thêm, kể từ khi bộ râu bắt đầu mọc dài, anh vẫn giữ nguyên cho đến ngày dự thi tại Đức. Một phần giải thưởng cũng liên quan đến bộ ria mép giống như chân dung của Salvador Dali với tên gọi Musketeer. Một giải thưởng khác liên quan đến sự trao chuốt của bộ râu. Các thí sinh ghi danh hiện diện tại thị trấn Etteringen đang được tổ chức tại câu lạc bộ râu dài VDB, phân loại các bộ râu và chuẩn bị ban giám khảo chấm thi. Cuộc thi những bộ râu và ria đẹp nhất trên thế giới rất được nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới ưa thích.